Hello, xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài có sống Mỹ nha Và dĩ nhiên khi mà thấy mặt mình là mọi người biết mình nói chuyện nghiêm chỉnh không có chút hài hước gì ở đây là đúng không nào Đó là bây giờ có thông tin mới nhất là tổng tư lệnh của chúng ta hay còn gọi là Mr. Donald Trump Ông sẽ đi xuống Mogulago với Florida để mà ông về hưu vào ngày 19 tháng Giêng năm 2021 Tức là một ngày trước khi ông Biden nhậm chức Wow, sao thấy nghe có vẻ nó hơi kỳ kỳ đúng không nào tại sao mà một ngày trước ông Biden lên nhậm chức thì ông Trump ông này bỏ đi và cùng lúc đó ha, quân đội Mỹ tăng quân lên là tăng quân số ở Washington DC lên 25.000 quân tức là tương đương với gần hai sư đoàn để mà bảo vệ Washington DC trong khi dự kiến ban đầu chỉ là cỡ 10.000, 15.000 quân thôi tức là tăng lên gần gấp đôi chính xác là cỡ 80 tăng lên cỡ 80% rồi Washington DC đột biến rồi mọi người đột biến rồi ok À, không phải đột biến mà có biến chắc, có biến, có biến cái này á giờ trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết cái có biến nó như thế nào phải không? tại vì có biến theo nhiều định nghĩa nó khác nhau lắm nếu như mà qua cái miệng của mình á có biến nó có một chút hài hước ở trong đó nhưng mà qua định nghĩa của ba ngàn youtuber uh, khác có biến có có nghĩa là sao à, đảo chính nè ha gì nè thiết quân lực nè ha à, lật đổ kết quả bầu cử nè ha à, bà Nancy bị bắt nè ha ông, ông 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 Đức Giáo Hoàng bị bắt nè ha mọi người thấy khủng khiếp chưa mọi người thấy khủng khiếp chưa qua cái miệng của YouTuber hết chuyện những người như là Đức Giáo Hoàng với bà Nancy mà cũng bị đồn là bị bắt luôn á không không biết ai trên đời mà có quyền bắt mấy người đó, đó. mà cũng không biết mà mấy người đó bị tội gì mà phải bị bắt nữa đó. đó là mọi người thấy không cái nếu mà có nếu mà trên đời này một người nào đó mà dễ bị bắt như vậy đó, là mình tin chắc đó nghe là mấy cái người youtuber phải nên bị bắt á họ phải nên bị bắt mới đúng á tại vì nó bậy quá chờ mình một phút không cái mấu chốt vấn đề là tại sao lại tăng quân dữ vậy à, thật ra là gì là ở washington dc hay qua là các cơ quan an ninh như là bên uh, uh, bên uh, mặc vụ bảo vệ tổng thống với các quan chức chính phủ này ha bên fbi này ha bên sở cảnh sát liên bang rồi này kia sau khi mà họ theo dõi rất là nhiều trang web ở trên mạng các cái trang diễn hà gì các cái trang các cái nhóm diễn hà đàn đồ trên mạng họ kết luận là ok nó có rất là nhiều mối đe dọa nghiêm túc vào khoảng thời gian mà ông Biden nhậm chức, không phải chỉ riêng Washington DC mà chính xác là trên toàn 50 tiểu bang nước Mỹ và đe dọa như thế nào? đe dọa là đe dọa khủng bố, bạo loạn, bạo loạn khả năng bạo loạn thì cũng có thể đó, nhưng mà khả năng cao là gì? khủng bố, tại mọi người hiểu khủng bố thì chỉ cần một hai tên à, cầm cái súng hay là cầm quả bơm à, thôi là đủ làm khủng bố rồi, không? Cái cơ bản là khủng bố rất là khó mà đề phòng, phải không? thành ra đó là một lý do khá là quan trọng là để phong tỏa Washington DC luôn tại vì sao tại vì cái đó là cái buổi lễ nhậm chức tổng thống Đúng không? và mọi hành động của chính phủ Mỹ hiện giờ chẳng hạn như gì phong tỏa Washington DC tăng quân số Washington DC hạn chế các đường ga vào Washington DC các hãng máy bay thì nó hạn chế tiếng bay xuống Washington DC Airbnb thì nó không cho khách hàng đặt phòng ở Washington DC để làm gì để mà nó hạn chế người ta tới giờ đó và chính xác là bà thị trưởng Washington DC là bà bao giờ bà cũng kêu gọi người Mỹ là thôi các bạn ở nhà xem ông tổng thống nhậm chức qua màn ảnh nhỏ được rồi được có tới đây làm gì hết đừng có tới đây làm cái gì hết á ok tới đây mất công chúng tôi bảo vệ mọi người đó Thấy không ở tới nhà thử thức qua màn ảnh nhỏ đốt pháo bông ăn mừng đi à wow thành ra tất cả những gì mà chính phủ Mỹ làm bây giờ là chỉ để bảo vệ cái ngày nhậm chức của ông Biden cho nó suôn sẻ tốt nhất là coi như là không có khủng bố không ai phải chết không ai phải bị thương không ai phải đổ máu gì hết cũng không ai cần phải ở tù hết tại vì nếu không có bầu lòng thì sẽ không cần phải đi tù ok <laughs> nhưng mà khi mà qua cái miệng của youtubers đó, là nó sẽ trở thành một cái đại sự kiện Washington DC sẽ đổ chính, ai lộn, sẽ đảo chính, Washington DC sẽ bế, sẽ bị thiết quân lực, À, không biết ai trên nước mỹ này có quyền đó nữa nhưng mà qua cái miệng youtubers là mọi thứ đều có thể xảy ra thậm chí là ông trump sẽ làm vua của nước mỹ luôn à, nhưng mà chúng ta cứ bỏ qua điều đó đi và dĩ nhiên là cái mặt khác nữa là gì cùng lúc đó ông tổng thống trump tức là ông tổng thư lệnh của nước mỹ hay có biệt danh từ các youtubers gọi là anh đẹp trai anh lại bay xuống dưới florida trước một ngày để mà về hưu À tức là nếu mà diễn cảnh theo mà các youtuber họ sẽ vẽ ra là ok bây giờ chắc là ông trump tung chiêu cuối đây tức là gì để, để phá tung nước mỹ và rút lui an toàn không nhận đó nha giống như trong phim luôn á không nhận kịch bản cho hollywood mà không mướn mấy người youtuber giờ viết kịch bản đó nghe là hơi bị uh, phí đó ok Ngày 19 tháng Giêng năm 2021 sắp tới đây tức là cỡ tuần sau ông, ông Trump ông sẽ bay về Florida để mộng về hưu Tắt ra đơn giản là ông muốn ra xuống Florida với tư cách là tổng thống Tại vì qua trưa ngày 20 tháng Giêng năm 2021 thì ông, lúc đó ông Trump ông sẽ là cựu tổng thống Ông không còn là tổng thống nữa tại khi đó ông Biden lên nhậm chức rồi Đó Mà dĩ nhiên với tính khí của ông Trump thì ông muốn ra đi Với tư thế ngẩng cao đầu là tại vì tức là ông xuống Florida với một tư cách là tổng thống À, tại vì lúc ngày 19 thì ông vẫn còn là tổng thống đó à, Thành ra ông sẽ tới la của ông Để mộng đánh góp hay nghỉ hưu gì đó Với tư cách là tổng thống Mỹ wow. Nhưng mà dĩ nhiên Và sẵn thì ông cũng sẽ thưởng thức buổi lễ nhậm chức của Biden qua màn ảnh nhỏ luôn Mặc dù ông thích hay không thích thì không cần biết Cũng có thể là ông sẽ chửi của ông Biden qua cái màn ảnh TV của ông Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng nữa Và dĩ nhiên á là cái chiêu cuối của ông là ổng sẽ chơi một bài đánh góp Cùng với các đối tác làm ăn hay các người thân cận hay là chơi một mình gì đó Miễn sao có chơi góp là vui rồi tại vì Tổng thống Trump rất thích chơi góp Nhưng mà dĩ nhiên là qua cái miệng của các Youtubers á Là Tổng thống Trump sẽ chơi chiêu cuối à, Nhưng mà trong khi đó Khi mà người ta nói tới chiêu cuối đó, thì phải có cái 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 gọi là cái vũ khí gì cái vũ khí gì thì mới chơi chiêu cuối được chẳng hạn như đánh bài ấy, thì phải có con heo, heo cơ heo, heo bít nói chung có con heo thì mới chơi chiêu cuối được hay là một cô gái đẹp thì phải có nhan sắc thì mới chơi chiêu cuối được còn bây giờ nếu mà về chính trị thì phải có chút quyền lực ok nếu mà hiện giờ ông tổng trong ông không có không có không còn các thứ đó nữa thì ông sẽ chơi cái chiêu cuối gì đây nhưng mà dĩ nhiên qua cái miệng của các youtuber sẽ thì mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra hết Tại vì cơ bản họ là gì Youtuber trong làng hài của sống Mỹ Là mọi người biết cái nickname của họ là gì không Youtube không thành có À không thành có có nghĩa là Những chuyện không có họ cũng sẽ nói cho nó thành có Những chuyện không bao giờ xảy ra Họ cũng nói cho nó giống như là thiệt vậy đó Tại vì cơ bản mình nói là gì Họ không có quan tâm gì tới tin tức Hay chia sẻ hay cái nguồn tin gì đây hết á Họ chỉ cần biết có một cái gì đó để mà nói là được rồi ok tại vì có gì đó để nói thì có thể ra một cái livestream dài 3 tiếng đồng hồ hoặc là một cái video dài 15 phút đồng hồ dĩ nhiên cái đó chỉ là một hai cái quảng cáo thôi nhưng mà gì có video để mà ra tức là phải có tiền tại vì không thể nào chờ cái stimulus của ông biden được nó khá là lâu đi ok thôi video đó dài mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người biết một số thông tin vậy hy vọng là mọi người sẽ không có uh, nghe theo những lời gọi là miss gì nào misinformation đó ok Thôi, video đã dạy xin chào tạm biệt mọi người nhé thank you bye, bye.